Con già mắm vố này, tao mà biết mày ở đâu tao bẻ cổ mày. Hello, mình sống thử nha. Ok. Cô làm cái trò gì vậy? Trời ơi. Thì tới đây em tập đi chợ, nấu ăn cho anh ăn. Ở đây là nhà tập thể của cơ quan, bộ cô muốn tôi bị đuổi việc cô mới vừa lòng hả? Em có phải gái làng chơi đâu, cũng không phải là một đứa có lệnh truy nã của công an. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, sống thử với nhau, được thì cưới, không được thì thôi. Mắc mới gì đâu mà anh sợ. Mắc mới gì đâu mà anh sợ đuổi việc. Chuyện bình thường thôi. Tôi sợ cô quá. Sợ là sao? Sợ là sợ. Cô cũng không biết sợ là gì hả? Trước sợ sao quen. Mai á, em kêu thợ tới gắn kiến cho kín đáo, rồi mình gắn máy lạnh nha. Anh, tối nay mình ra ngoài ăn nha. Tại vì giờ ở nhà em chưa chuẩn bị gì hết, không có gì nấu ăn hết. Anh đói bụng chưa? Anh đi tắm rồi đi ăn nha. Hả? Đi. Nè nè, sao cô lì vậy? Chắc tôi phải vô thế chỗ ông Bảo quá. Chứ tôi bây giờ hả, vô tù còn sướng hơn. Ừ thì cứ xem như bị quản thúc, bị tù tại gia đi. Mà thôi, bỏ mấy chuyện đó nói làm gì. Em vô cất đồ rồi mình đi ăn ha. Nè, cô kia. Sao ông không ngu mà xuống đây ngồi uống nước trà một mình vậy? Tôi không thể nào ngủ được ông ca sao à? Tôi ngồi tôi nhớ lại coi mình có cư xử cái gì sai sót với con Diễm không. Tôi cũng không biết con Diễm với con Di là một đứa hay là hai đứa khác nhau. Bây giờ tôi rối lắm rồi, tôi nhức đầu lắm rồi ông ca sao à? Tôi cũng thắc mắc. Chập chiều khi bơi tới, thấy ông vừa nói vừa khóc. Tôi thấy cũng không hiểu là có chuyện gì không. Uống sa cà luôn, trà, rượu, uống cho tinh táo. Kể chuyện đời xưa cho tôi nghe. Cái gì mà dính dáng đến cô Diêm pha nhà cầu bao đó. Diệp nó bị giết chết thê thảm rồi ông. Y Thanh nó gọi điện kêu tôi ra. Trong quá trình điều tra, công an có ghé qua quán cà phê đèn mờ nơi con Diệp nó làm. Bà má mì chủ quán có đưa ra một tờ giấy khai sanh, trong đó có tên là Ngô Thị Di, tên cha là Ngô Văn Còn. Còn mẹ là Trần Ái Quê. Kể tiếp cho tôi nghe hiểu đi. Chuyện gì bà Dinh Giang tới ông mà Y Thanh gọi cho ông? Đối với mọi người, ai cũng biết tôi là thằng ba ve chai. Còn thằng Y Thanh á, chỉ một lần tôi nói với nó trong giấy tờ tôi tên là Ngô Văn Còn. Vậy mà nó tin ý, nó nhớ dai. Con Diễm vốn lang thang bụi đời, rày đây mai đó, không chốn nương thân, buôn son bán phấn, sống bằng cái vốn tự có. Không nhà, không cửa, không hộ khẩu, không chứng minh nhân dân. Nó chỉ có một tờ giấy độc nhất là cái tờ giấy khai sanh đó mà thôi.
Chắc chắn con Diễm là con dì con của tôi. Cha con giáp mặt nhau, cái lộn ôm sập mà không nhìn ra nhau. Đau lòng quá ông cả sao à. Phải dè biết được nó là con tôi thì tôi đâu thế nào mà tôi vô tâm được như vậy ông mà. Tôi không có để cho nó chết thê thảm như vậy đâu. Nó có tội thì ở tù. Ở tù đâu có chết đâu. Luật pháp công minh mà. Tội nặng tội nhẹ rạch ròi kia mà, thì nó cũng có ngày ra tù thôi. Còn nếu như nó nghiện thì cái tội cho nó mà. Nó cô độc quá, không có cha không có mẹ an ủi dỗ về chăm sóc cho nó, cho nên cuộc đời xô đẩy nó vô bước đường cùng. Thế đám con cháu ở quê mà ông thường nhắc tới là gì? Nó là con riêng của bà Sao. Má con Di tên là Quê. Bà chê tôi nghèo, cho nên con nhỏ mới vừa thôi nôi. Bà ẵm con nhỏ, bà trốn đi biệt xứ. Không hiểu nuôi nấng kiểu gì mà cái con Di á, cuộc đời nó tác thể đến như vậy. Đau lòng quá ông cả sao à. Rồi Y Thanh nó chỉ về ông ra sao? Chứ cái dây gì đó chưa đủ bằng chứng. Biết đâu con Diêm nó lươm được, nó lấy của người khác sai đó thì sao? Y Thanh nó cũng nói thí dụ như vậy, cho nên sáng mai tôi qua bên công an, tôi làm xét nghiệm nhìn con. Mà nếu như con Diễm là con Di thì chỗ thắt lưng của nó có một cái bớt xanh lè bằng bàn tay. Tôi bồng ẩm, tôi nâng niu, tôi chăm sóc cả năm trời, không bao giờ tôi quên được. Không biết bên công an có chịu nghe ý kiến của ông không? Mà còn tiền xét nghiệm gì đó có nhiều không? Y Thanh á, nó lo ba cái vụ giấy tờ giùm tôi. Còn tiền á, ông Quý ông cho tôi vài triệu, tôi bỏ trong túi nè. Trời ơi, nếu đúng con Diễm là con Di thì má nó đâu? Chết yếu rồi sao mà để con nhỏ thê thảm như vậy? Mày trai á thì bỏ đi một mình, thế mà giao lại cho tôi. Nó là con tôi mà, đúng không? Tôi nghèo thì nghèo, tôi không để con tôi nó như vậy đâu. Không bao giờ. Không bao giờ ông cả sao à. Không bao giờ. Thank you.
Theo tôi về đâu? Đi. Ủa, chị Ly đâu rồi con? Dạ, chị đi đâu từ tối hôm qua. Con thấy chị kéo cái vali lớn lắm. Chắc là nó về Sài Gòn rồi. Mà sao nó đi, nó không nói gì biết ta. À, mà thôi, con cứ làm việc đi. Để dì vô dì gọi điện cho nó. Dạ. Tôi tội gì bắt tôi? Anh vẫn chưa biết tội của mình à? Thật không? Họ tên, năm sinh, nguyên quán, nghề nghiệp, nơi cư trú, trả lời cho chính xác. Dương Thân, sinh năm 80, nhỏ lớn ở đây, làm nghề xe ôm, thuê phòng trọ trong xóm Cây Me. Ngày 19 tháng 3, anh tìm gì chỗ đoạn đường từ thị trấn lên chùa? Tôi chở khách lên chùa, bị rớt tiền, quay lại kiếm có gì đâu. Đề nghị anh chỉnh lại ngôn từ, không dùng từ thừa, trả lời rành mạch. Anh đánh rơi bao nhiêu tiền ở đoạn đường đó? Có ai làm chứng không? Ví dụ như khách đi xe của anh. Tôi chở khách lên chùa, khi về mới rớt. Có mình tôi thôi. Bị rớt mất 50 ngàn. 50 ngàn Việt Nam đồng. Đúng, 50 ngàn tiền Việt Nam. Một số tiền không lớn. Tại sao anh phải lo lắng, hoang mang? Anh giải thích rõ điều đó. Với các ông, xin lỗi, với ai tôi không biết, nhưng với tôi, đó là tờ giấy bạc duy nhất tôi vừa có được sau cuộc xe ôm đầu tiên. Mất tiếc chứ. Cán bộ nói hơi bị lố rồi đó. Tôi làm gì phải hoang mang, làm gì phải lo sợ. Tâm trạng của anh lúc đó đây. Chỉ làm rớt 50 ngàn. Không phải như vậy. Khai đi, anh tìm ai? Anh Thân, anh nhìn thẳng và trả lời. Anh tìm ai? Có phải anh tìm cô gái này không? Cán bộ cho em xin điếu thuốc. Anh có thể hút thuốc và trả lời. Hằng ngày anh vẫn dùng hai loại thuốc, đúng không? Anh là con nghiện, nghiện mấy năm rồi? 5 năm rồi. Đúng là anh tìm cô gái này đúng không? Anh Thân, đề nghị anh trả lời bằng ngôn ngữ nói. Dạ đúng. Tại sao cô Diễm bị như thế này? Anh có biết không? Tôi không biết. Tôi chở khách lên chùa, thấy nó đã như vậy rồi. Tôi nói với nó là để tôi quay lại chở nó đi nhà thương. Nhưng mà sau đó quay lại, tôi tìm hoài không thấy nó. Tôi sợ là nó chết, cho nên là tôi cố tìm để đưa nó đi nhà thương. Ngày 20 tháng 3 anh có vào trung tâm cấp cứu gặp cô Diễm không? Không. Chúng tôi sẽ kết luận sau khi đối chiếu dấu vân tay trên những ống nhựa của các bệnh dịch truyền và dấu vân tay của anh trong ngày hôm nay. Anh và cô Diễm quan hệ với nhau như thế nào? Nó thuê phòng ở chung với tôi. Anh có gặp cô Diễm lại lần nào nữa không? Hãy trả lời chính xác. Anh có gặp lại cô Diễm lần nào nữa không? Không có. Anh có nhớ chính xác chưa? Kho củi phía sau sân chùa Kim Thông có rất nhiều dấu vân tay của anh. Chính xác là dấu vân tay của anh. Anh hãy giải thích điều này. Vậy lúc nãy cán bộ nói đối chiếu là dấu vân tay, sao bây giờ khẳng định là của tôi? Ở đây chúng tôi mới được quyền đặt câu hỏi. Anh có gì thắc mắc, viết đơn kháng cáo sau. Bây giờ trả lời câu hỏi cuối cùng. Ngày 5 tháng 5, anh có thấy cô Diễm ở sau chùa không? Không gặp. Anh nhớ chính xác chưa? Sao cô Diễm khai rằng anh lao vào kho củi giằng co với cổ,
làm đổ hết thuốc phiện ra khỏi bộ ống kim tiêm. Bây giờ chúng tôi cho anh đối chất với cô Diễm. Anh sẵn sàng gặp lại cô Diễm chưa? Để kiểm tra lại tất cả mọi chuyện giữa anh và cô Diễm về những chuỗi hành vi của anh trong các ngày 19 tháng 3, 20 tháng 3 và ngày 5 tháng 5. Anh trả lời đi. Nó đang còn trong bệnh viện hả? Anh lại quên quy tắc rồi. Nhưng tôi sẽ phá lệ, trả lời thắc mắc của anh. Nghe rõ vào. Cô Diễm bị sát hại vào khoảng 12 giờ trưa ngày 5 tháng 5 năm 2011 tại kho củi của chùa Kim Thông. Đây là cái kho anh sẽ cho bà Hai thuê. Dạ. Đây là trục quốc lộ 27. Mình sẽ lập một phương án. Chúng tôi sẽ bao dây. Đây là đường ngắn để đi vô. Rồi. Chỗ cái kho sẽ có người mai phục ở đây. Và chúng tôi sẽ bao dây toàn bộ khu vực ở đây. Dạ. Rồi anh sẽ đi vào hướng này. Mọi chuyện cứ diễn ra giao dịch bình thường. Sao tự nhiên kéo mình vô vụ án này? Hồi nào tới giờ mình có biết gì đâu. Quan sát và theo dõi mọi hành động. Đến lúc đó chúng tôi sẽ ập vào và khống chế các đối tượng, không để thời gian cho bọn chúng kịp trở tay. Đây là những đối tượng rất nguy hiểm, vì vậy anh và người của anh phải hết sức cẩn thận. Nhưng các anh cứ yên tâm, chúng tôi đã bao vây toàn bộ khu vực này ha. Khi thực hiện chúng tôi sẽ bố trí người ở các điểm này. Anh hiểu chứ? Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Sẽ gặp ở chỗ quốc lộ 27. Nhưng mà tôi đâu có biết gì đâu. Anh khỏi lo. Ừ. Chúng ta cứ đó. Làm theo kế hoạch đã định. Đấy hả? Đúng, kế hoạch này. Ừ. Ok. Vậy nha. Rồi, cảm ơn anh rồi. Đã hợp tác với chúng tôi. Chào anh. Chào anh. Tôi sẽ rước tao. Ông già, rảnh chưa? Tôi vừa mang thuốc lên cho nó uống. Tôi hỏi ông rảnh chưa? Trả lời chuyện khác à? Rảnh là thông dong, không có vướng bận chuyện gì đó. Làm chi? Ngồi xuống đi. Cái chén quý hóa quá cầm hoài. Ông già, tôi hỏi nè, ông biết ai coi tướng số không? Tôi không biết đâu. Chưa bao giờ thèm chơi sô đề. Trời ơi, tôi hỏi một đường, trả lời một nẻo. Coi tướng số ở đây người ta coi mắt, mũi, miệng, răng. Coi thử nó ẩn chứa một điều gì đó. Ví dụ như là sướng, khổ, sang, hèn, đại khái là vậy. Mấy cái chuyện này khó quá. Tôi không biết đâu. Ở trong buôn ông á, ông có biết ai không? Thôi, bà đừng tin mấy cái chuyện đó. Cần gì hỏi ai? Từ bà cũng biết vậy mà. Đó, so tôi với bà coi. Đưa giàu, đưa nghèo rõ ràng rồi mà. Trời ơi, ý tôi muốn kiếm thầy hay coi thử tôi sao. Đường tình duyên nè, chuyện chồng con sao mà éo le quá. Tôi muốn biết tương lai xa là tôi sẽ ở với thằng cha Hà Bá nào. Hiểu chưa? Tôi hỏi con vậy thôi mà nói chuyện lòng vòng mệt quá. Tôi cũng mệt quá. Ngoại. Bâu. Ngoại cũng ở đây hả? Ừ. Ngoại đi thăm hôm ấy, sắc thuốc cho nó uống. Vậy là mừng rồi, thoát nạn rồi. Con trai. Má. Trời ơi. Trời, cũng 2 tháng rồi đó con có khỏe không? Ngoại, hôm ấy đâu? Ở trên lâu. Dạ. Mình hung nó. Nó cười cười cợt cợt. Nó không hỏi thăm mẹ nó gì hết. Chạy lên lầu đi kiếm vợ. Ông thấy chưa? Tôi có thấy gì đâu.
Anh làm gì vậy? Trời ơi, cẩn thận con. Anh nhớ em lắm. Ê con trai, con trai. Vợ vô là hàng dễ vỡ nha. Thôi please stop, đừng có lên cao trào. Đúng là má, mai mốt phòng này chắc treo bảng hiệu không phận sự miễn giàu quá. Bây giờ mày treo liền cho tao đi, mày lật nó ra đi, khỏi đẻ luôn. Đúng là cha nào con nấy, mất nết bản năng. Hờ mày, nằm xuống duỗi thẳng chân ra, không cho nó đụng vô nghe. Dạ. Chẳng lẽ tụi bay để cho bác sĩ nó quỵt tẹt ra? Thà là để tao dạy trước, đúng không? Con biết rồi. Má cũng phải để cho hai vợ chồng con hàng huyên chứ. Hai tháng xa nhau rồi. Ăn thua mày đó nghe hờ mày. Không có đùa đâu đó. Nếu mà nó cố vượt rào á, mày la làng lên cho tao nghe. Dạ. Nhớ nghe. Dạ. Bự rồi hả? Ba nè, ngoan nghe con, đừng quậy giống bà nội nghe con. Về sao không gọi điện nhờ Tê ra đón? Bất ngờ vậy mới vui. Nói thiệt anh nghe đi, bác sĩ nói có sao không? Chắc á là không sao. Hai ngày nay ông ngoại ra nấu thuốc cho uống thêm, thuốc đồng bào gia truyền nên tốt lắm. Nhưng em sợ con không được trắng. Miễn mẹ tròn con vuông là ok rồi. Hà mấy, xin lại gần đây coi, cho anh ôm chút coi, anh nhớ muốn điên lên á. Báo 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 báo. Hả? Ba mày, ba mày hay tin mày vậy chưa? Thì má tự gọi điện cho ba đi. Trời ơi mày số dại không à. Ông tưởng đâu ông có giá lắm á. Hờ mày, nhớ nhớ chuyện đó chưa? Chuyện gì má? Chuyện đó đó, nhớ la làng lên nghe. Chị mới đi ra ngoài giùm con đi. Đi đi. Nhớ giùm má nghe chứ con. Dạ. Ừ, con gái. Chào ba mẹ. Ê cha, nướng cho con củ khoai đi bố. Bố nướng cho. Đi được chưa mà vô đây? Đừng có ẩu nha, phải vâng lời thầy thuốc đó. Dạ. Lên xuống cầu thang là có người dìu, rồi bước ra có xe. Muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm. Đi tới mũi Cà Mau cũng được. Mẹ đừng có lo. Vậy đó, đòi vô đây ăn đúng một củ khoai lang, đọc chiêu chưa? Nếp nhà rồi. Nhỏ lớn toàn là khoai với bắp không, quen rồi. Con rể bao uống rượu không? Vui mà, uống chút đi. Uống say rồi, làm sao chạy xe chở được vợ nó về. Ông thèm rượu nói đi, đừng có rủ rê người khác. Mẹ nói sai rồi, uống một chút cho vui thôi, chứ ai bảo uống sai đâu. Muốn uống rượu phải cho tao chuẩn bị. Bây giờ bưng cái chai rượu ra đây, hai cha con uống cái gì? Dạ có khoai nướng là được rồi mẹ ơi. Y Thanh. Y Thanh. Vậy mà con tính qua đây, báo tin báo được thả ra rồi. Ngồi đi Y Thanh. Cảm ơn. Đừng khách sáo mà. Miệng nói như vậy mà cái bụng có nghĩ khác không? Anh Bảo về, nghe tin gì chưa? Tin gì? Cô Diễm bị tên thân sát hại dã man. Cơ quan công an đang tìm tung tích người thân của cô Diễm. Thằng thân là một thằng rất dã tâm. Cũng vì suýt một lần nó hãm hại Hờ Mây, tôi đuổi cổ nó. Từ đó đến giờ tôi không hề dính líu tới nó bất cứ một chuyện gì nữa. Tôi biết chứ. Nhưng nếu anh Bảo biết chút gì về thân nhân của cô Diễm thì nên nói ra. Chú Ba Cục đang xin nhìn lại con gái ruột của mình, hình như là cô Diễm đó. Chuyện Ba Cục đi tìm con gái thất lạc tôi không bàn ha. Tôi muốn hỏi anh, anh có ý đồ gì mà ngay tại chỗ này, ngay mặt Hờ Mây, anh hỏi chuyện con Diễm là sao? Trả lời đi, có ý đồ gì? Tôi chỉ muốn giúp chú Ba Cục tìm lại đứa con của mình trong trường hợp thương tâm này thôi. Tôi không ác ý gì hết đó. Sao lại nổi nóng với tôi vậy? Có đó,
Sao không kéo ra nói chuyện riêng giữa hai thằng đàn ông với nhau mà? Cho tôi xin lỗi. Có lẽ do câu hỏi của tôi vụng về. Có lẽ do tôi nôn nóng cho chú Bạc Tuộc tìm lại đứa con của mình. Tôi xin lỗi. Thôi, con về đây. Chị Thanh, chiều về nhớ ghé gì ăn cơm nha. Dạ. Alo, con nghe gì ơi? Con đi đâu mà ông báo cho dì biết? Làm gì lo quá à? Dạ, con đi vô huyện để lấy ý tưởng cho bộ sưu tập mới á mà. Vậy thì tốt, tập trung lo cho tương lai đi con. Nếu mà con có ý chí như vậy thì dì mừng lắm. Dì cứ yên tâm đi, đừng có lo cho con. Thôi, con làm việc đi, dì cúp máy đi. Dạ. Anh sao vậy? Ở nhà vui hơn. Rồi đi chơi mà suốt buổi mặt như treo đá vậy đó. Gặp lại cố nhân không chặn được cảm xúc, đúng không? Ừ, thì là quá khứ rồi. Hai ông chỉ mỗi màn chào hỏi thôi cũng đủ ngập thở. Vui nổi gì mà vui. Nghe cách nó hỏi chuyện cô Diễm chưa? Hỏi mắc me. Nó mà không có ý đồ phá đám chuyện của tôi với em á, tôi đi bằng đầu đó. Vậy ngày trước anh với Diễm có gì hả? Đi mà hỏi thằng luật sư đẻ của cô đi. Kêu nó lật hồ sơ điều tra của nó ra đọc cho mà nghe. Coi tôi ngủ với con Diễm bao nhiêu lần. Đi, để tôi chở cô vô nhà cờ the. Bây giờ anh muốn gây phải không? Cô về nhà cờ the đi. Chiều nay mấy mẹ con ăn cơm với thằng luật sư. Chừng nào muốn về thì kêu thằng Te vô chở cho mà về. Không ép uổng cô nữa. Cho cô tự ý quyết định luôn. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Chuyện nhà mấy tháng nay chưa đủ mệt hay sao mà lôi chuyện thiên hạ vô nữa. Luật sư luật siết gì mà kỳ cục vậy? Bới móc lung tung. Tôi không muốn bố mẹ tôi phiền lòng. Nếu anh chán tôi rồi, không muốn chở tôi về nhà thì để tôi đi. Tôi không về nhà bố mẹ tôi đâu. Thì tôi cứ chở cô vô đó trả. Còn cô muốn đi đâu thì tùy cô. Đi. Bây giờ anh muốn hành tôi chết phải không? Được rồi, nếu như anh không muốn nhìn thấy mặt tôi thì để tôi đi. Hà Mi, coi bộ anh chưa hiểu gì về tôi hết. Đừng quan tâm tới tôi nữa. Để tôi đi đi. Nhưng mà em đi đâu hả? Tôi vô rừng ở với khỉ. Cái bụng chà bá như vậy đó, em đâu có leo cây được đâu mà đòi ở với khỉ chứ. Thôi, cho anh xin lỗi đi ha. Cho anh hết. Chào Long. Ủa? Ủa? Chú đâu rồi? Mới về ăn cơm xong ra chợ rồi. Dạo này ông già em buồn nên ra chợ bán tới tối luôn, khuya lắm mới về. Long ơi. Dạ. Tối nay cho tôi ở lại một đêm nha. Dạ được chứ, mời anh ngồi. Ngược rồi nha. Một đêm thì được, chứ sao hoài được. Nhưng mà đêm nay anh muốn về em cũng không cho anh về đâu. Ăn cơm chưa? Trả lời thiệt bụng đi. Đi học về, qua đồn công an. Chưa ăn gì. Vậy đợi em chút xíu nha, em lấy chén anh ăn cơm nha. Cơm còn nóng này anh ăn đi. Dạ, tự nhiên nha anh. Chị Ly gọi ha anh.
Có khi nào anh nghĩ lại không chứ? Nhiều khi em thấy tội nghiệp chị Ly lắm đó. Tội chứ. Như bây giờ nè, đầu nhói lên luôn. Nhưng mà Long ơi, khoảng cách từ thương hại đến tình yêu đích thực xa lắm. Tôi cũng cố đi, mà đi hoài không thấy tới. Thôi, vậy anh ăn cơm đi nha. Sao mày thiếu tự tin quá vậy? Vậy cũng xưng danh là Xuân Gà. Chán mày thiệt. Đại ca kêu em làm gì cũng được, nhưng mà dính vụ này em thấy hớn quá. Mày yên tâm, có tao bảo kê mà lo cái gì. Nhưng tao không ép. Nếu mày đồng ý thì tiến hành, còn không thì thôi. Ok, em theo đại ca vụ này. Một mất một còn. Chí khí lắm, vậy mới xứng đáng với cái tên Xuân Gà chứ. Vô mày. Anh vô tắm đi rồi ăn cơm. Em có nấu canh bông bí vàng nè, ngon lắm, anh tắm rồi ra ăn. Nè, cô anh nè. Cũng cái coi. Dì Lan cứ chê em không biết nấu ăn. Em biết hết á. Tại em giấu nghề thôi. Nè, anh ăn thử coi. Cô Ly à, cô nghĩ lại đi. Tôi không đáng giá như cô tưởng đâu. Anh lấy thước đo nào mà đáng với không đáng. Hôm nay là thước đo đó thôi. Sau một thời gian so đo trắc trở, tôi bị gạt ra như một tên thất trần, như một món hàng bị người khác bỏ đi. Cô cúi nhặt làm gì? Tưởng mình em biết tự ti thôi chứ. Anh đang nói lệch vấn đề rồi đó. Em mới chính là một món hàng bị bỏ đi. Anh cho vui lúc nào thì hay lúc đó. Không cần anh phải cúi xuống nhặt lên đâu. Thôi anh ăn đi cho nóng. Em ghét mấy đồ ăn nguội lắm á. Ăn đi. Nè, anh ăn đi. Báo. Dạ. Sao con không vô lấy chai sâm banh cho mọi người uống chứ? Nghe có lý á. Dạ, uống sâm banh nghe. Má uống á thì em uống. Bàn này có bốn người, chỉ có một mình con Hờ May là phụ nữ thôi. Còn tôi á, chẳng có ai quan tâm. Chắc tôi không phải là phụ nữ chứ gì. Sao đi má? Con tưởng đâu có ba lo cho má rồi chứ. Gài tao vô á mày. Lấy sâm banh đi. Yes sir. Hôm nay á là bữa cơm đoàn tụ gia đình, mừng con tai qua nạn khỏi. Con khui sâm banh nghe. Ba. Con mời má. 100% nghe cả nhà. 1, 2, 3 vô. Sẵn đây tôi xin từ biệt luôn. Báo về nhà bình yên rồi. Hôm nay cũng khỏe khoắn. Còn ông già Quý á cũng có nơi có chốn để về. Tôi thấy tôi thừa. Thôi thì tôi trở về vị trí gốc vậy. Má, má ở lại đi. Nhìn mặt đặt tên cháu giùm tụi con nha. Cảm ơn con dâu. Nếu mà thương má, để má về bển đi. Chờ đây trương mắt á, má lên tăng xong mới chết mất.
Ai làm bà chướng mắt? Nói ngược, nói ngạo, nói xạo không à? Bà sao kỳ quá, không để cho má nói hết ý đi. Ý gì nữa mà hết chứ còn. Ba mày bây giờ á như con đò đông đưa đỏm dáng. Ông chê cái bến cũ liêu xiêu bùng sình, ông phải đi tìm một cái bến tráng bê tông sạch sẽ mà neo đò. Thì thôi, để ông lựa chọn đi. Đàn ông mà, nhất là cái kiểu như ba mày, thằng nào cũng như thằng nấy. Có mới nới cũ, có trăng quên đèn, mà tao á là đèn măng sông xịn nghe. Nói 10 câu á, trong đó cũng ráng nhín ra 3 câu chửi thẳng tôi. Còn 7 câu còn lại dùng văn chương xiên xỏ tôi. Tức kình hơn vậy đó. Thôi mà ba, nhịn má đi, có lỗ lã gì đâu. Nhịn nhịn gì? Tao với bà hả? Người dân lâu rồi, bắt tao nhịn hoài mày. Thôi, ăn cơm đi ba. Má, ăn đi. Người đi người bay xứng đôi quá ta. Ê, không có lợi dụng thời điểm này để ghép đôi nghe thằng quỷ. Thôi, đừng có ghép đôi vậy con trai. Để ông già mắc dịch này có dũng khí phá trinh của bà Lan được chứ. Ba, đừng. Thôi ba, ăn cơm đi nè. Ông bà chết hết đi. Hồi nhỏ tôi sống với chú nuôi, giờ sống với vợ, đủ rồi. Có ai nghĩ đến tôi chưa? Trời đánh tránh bữa ăn mà. Từ nhỏ tới lớn, có khi nào ba má lo cho tôi bữa ăn nào đàng hoàng không? Tiền chất như núi á, mà giống y như ở địa ngục trần gian vậy đó. Tôi chưa vào tù á, ba má chưa hài lòng hả? Anh, má sao má ngồi buồn hiu vậy? Hay là sáng mai con chở má với Hà Mai đi thác chơi nha. Thôi con đừng có ép mình làm gì. Khi nãy má biết trong lòng con chỉ có Hà Mai. Hà Mai mà thôi. Xin má đừng nói như vậy chứ. Thật tình trong lòng con, lúc nào cũng mong ba má được hạnh phúc. Con lúc nào cũng cầu xin có đủ cha đủ mẹ, được yêu thương chăm sóc. Những ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Con đừng có buồn nữa. Có lẽ đây là ý trời. Má xin lỗi con. Má đẻ con ra mà má không dạy con đến nơi đến chốn. Má xin lỗi con. Má xin lỗi con. Con trai. Con trai của má. Anh định đi ngủ nhờ hả? Anh tính xin đi ngủ nhờ, khuya lắm rồi. Anh đừng có làm cho thiên hạ chú ý. Bộ em đáng ghét lắm sao? Ở đây đi, em có chuyện này muốn nói cho anh nghe. Đi. Anh đừng lo chuyện trách nhiệm.
em không sinh nở được nữa đâu. Sao hôm trước cô nói với tôi? Tôi giỡn với chính cuộc đời tôi chút thôi. Giỡn theo kiểu này nè. Biết hơi thiệt thòi cho anh, nhưng từ ngày mai, nếu em mà can đảm thì em sẽ rời khỏi đây, trả lại cho anh sự bình yên. Chạy ngược hướng gió, mệt phờ người, không sung sướng gì đâu. Nay cô nói thế này, mai cô nói khác, cô cứ tung hỏa mù, tôi không biết đâu mà lận. Khi thì nó có bầu, rồi thản nhiên tuyên bố đã hư thai rồi, bây giờ lại nói khác, tôi biết tin thế nào đây? Anh hãy tin em đêm nay. Tại sao cô nói là cô không được làm mẹ chứ? Vì não hút phá thai nhiều. Cho em xin lỗi, vì em đặt điều, đặt chuyện gây khó dễ cho anh. Em tầm bậy quá hả?